từ từ nhà tôi bay lại. Ông đi sòng như vậy lúc nào vậy? Quỷ này giờ này chưa ngủ còn chơi cái nào trong đây vậy? Hả? Chị ta bỏ ca nghe mà. Ủa, mẫu ta? Mình nghe rõ ràng tiếng ngựa nghe người ta. Bộ mình có lẽ nghe nhầm rồi. Trời ơi. Tôi tên là Thị Ma, 102 tuổi. And I am a Miss Cinema from the Air Force. Tao nghe rõ ràng nghe trời ơi. Sao mà hết được, sao mà lỗ được ta? Trời đất ơi, tiễn gì trời. Rồi nghe ngồi một xíu với chị Trang Điểm là đẹp xuất sắc liền chồng cũng mê liền. Thì em nghe được cái danh của chị Trang Điểm đẹp dữ lắm, bây giờ em mới lâu lên đầu lên đây để em trang điểm với chị nè. Ừ mà bữa trước chị làm té lắm hay sao mà chị phải leo lên đây chị mở studio vậy? À ở ngoài dân Ấn Độ nhập cư với thương hiệu nhiều quá em, chứ lại chị có 3-4 cái studio với lên đây mở thêm chi nhánh để quảng bá thêm thương hiệu của mình nè em. Hiểu rồi đó, liền chồng mê liền thôi. May khỏi chạy người đó là cực. Ủa mà chị gái bà làm cái chuyện vui viên gì ở lỡ studio không biết cho chị đàng hoàng mà không biết sợ mày luôn chị. Chị gái trời ơi long nhạc rằng trời ơi em thấy chị mới làm lại cái studio nên lên mở mặt bằng ké phải lưu dịch chọc quá trời chị ơi, bởi vì không lẽ giờ chị với em nhau không chị tính tiền mặt bằng với em. Đúng à, nhanh nhạc quá anh gọi bà làm chuyện sổ sàng sổ chị. Chị vậy thôi chứ ép mờ các miệng thì thôi chứ chịu có nghiệp nhiều đâu chứ bấm không à. Hay là lời chị cho khác chơi để chỗ em mần việc hay vẫn chút em chiêu qua hầm cho. Này là chị gái là bà con gái nói chuyện đàng hoàng nhỏ nhẹ người ta thấy thương đúng không? Nói chuyện sổ sàng quá cay con ghét luôn theo con yêu đâu nha. Thôi làm tiếp đi chị. Đẹp đẹp lắm. Trời ơi, dịch quá giết ma cũng khùng. Nghe nói kiểu này đang hot. Ủa Cảm, hồi sáng giờ mày đi đâu mà tao kiếm mày không có vậy? Giờ này mày mới về, chiều tối mày mới về vậy? Thằng bạn gái gì đâu đi mà không có giữ nhà giữ cửa gì cho vậy? Thả ra vậy? Tao qua chơi thôi nè chứ có làm gì đâu. Chị mới qua chơi. Trời ơi, sáng giờ mới cắt tóc. Mới dưới trên TikTok nó nói em chán giờ quá, kêu cắt tóc này là nó hợp, nó trẻ. Em đi vô cắt nó, em cắt vậy nên em mới cắt vậy mà chị. Mà chị cũng hay quá. Em biết, bà biết nhà em với nhà chị nó mà chị ở còn nhiều hơn em nữa à. Trời ơi, mày nghe lời là mày tầm bậy rồi. Cắt tóc ở nhà thôi đỡ tốt được 50 ngàn thôi. Chị tao nè. Mà cắt tóc mà biết cắt fashion, cắt ơ rồi. Trời ơi, đã lúa, đã phèn rồi mà không biết cắt cho sao cho nó sang chậm chậm rồi lên. Cắt cái đầu mới ghê, không hiểu luôn á. Ý chị là cái đầu phát sành như chị á phải không? Cái đầu cắt môi á chứ gì? Không, trời ơi, nghĩ sao đầu tao vậy mày kêu đầu cắt môi? Cắt cái đầu như... Rồi yên con, để tao hết cái đầu cắt môi cho mày. Rồi yên đi. Nó mới đẹp. Cắt cái đầu, tôi quên tiêu mà mày dẹp được tới sao thôi. Cắt cái đầu, ôi, tao không hiểu sao mẹ mày để cho mày cái đầu đường dày nữa à. Để tao. Nó, đầu cắt môi, trời ơi, đẹp trai liền, đẹp trai liền. Cắt cái đầu cắt môi liền. Cắt cái đầu như xinh lan gì đó siêu xinh. Rồi xinh lan từ từ nó yên đại từ xíu trong. Rồi nè, trời ơi tôi nói muốn cái đầu cắt môi là đẹp xuất sắc hơn liền. Trời ơi đẹp trai liền, đẹp liền đó chị. Tao hiểu nó coi nhạc như vậy gì. Ê thằng kia, mày đi đâu sáng giờ mới về, tao đi kiếm mày muốn chết luôn vậy. Dạ. À con mới đi nhờ bạn về. Rồi sắp đi biết của nợ gì về vậy? Bắt ra ngay. Con xin con chó gì nuôi? Đem đi trả liền, đem đi trả liền. Nhà đã nuôi trâu, bò, gà, vịt, heo, cỏ. Bây giờ có thêm chó gì nữa? Với ai đâu mà nuôi cho hết? Vậy tao biết thì nhà là cái sở thú luôn nè. Thôi má, đừng đi má, thấy cưng mà. Tao nói trước mày mà không đem trả con chó nghe tao bẻ cổ của gài đó. Con bạn này nghe chứ không? Tao cho nó 2-5 bữa sao? Ngoan má, cưng của má nè. Để má lấy cơm với vịt trời ăn nha. Ơi ạ. Mày hết cơm nghe mày. Chiều nào mày gói đi nha. Kêu con gì? Vô cho áo tao lấy tiền đi mua cho con gái ruột tao hộp sữa mấy nè. Thiệt biết tức không biết ai là con ruột ai là con chó luôn á. Không biết ai là con ruột ai là con chó luôn á. Khi mà Cắm cũng muốn đứa trẻ. Nó già rồi nó không ra cái gì. Để cho lớp trẻ nó đú. Ở tối ngày quay clip đút kia đút kia. Mệt. Có làm gì thì kệ tôi đi. Quan tâm làm gì. Phải chết thì cái nét cũng chút ai. Mày nói ai? Ủa tao nói mày. Ủa tao nói không làm ai có làm giật. Ủa tao chết rồi đâu có sống đâu mà cần giật khủng long. Trời ơi tiền nhóc bắt chứng gì đâu mình phải giật khủng long. Có ai nói được trời. Ôi xui xui mới đây.
lần chết. Ủa thì lắm thì tôi quen thôi. Tôi nói cho là biết ở dưới âm phủ á, tôi là hot girl đấy mà biết. Sao nó sắp nượp được, nượp xuống thì quen. Mày mà úp xong một cái là cái cây wifi ở dưới âm phủ nó giặt luôn đó. Không có wifi thì phải chút gờ. Ủa ý mà nói sao? Ủa gì ai biết gì đâu thôi. Đi dốt nghe của con bà, ai ở đâu nói chuyện với mày. Chấm không. Một lòng như đóa liên hoa từng thành bên người, cầu nhân sinh không mang khổ đau vì đức là gì. Ủa đây đâu bật đồ kỳ lạ vậy chị gái? À chị đi chùa đó em. Trời ơi Du Lan tới đó. Chị đi chùa á, chị cầu mong cho cha mẹ chị à, khỏe mạnh sống muôn đời với chị đó em. Trời ơi nghiệp với chị mà em tưởng cũng cô hồn không mà ơi. Mà đi chùa vậy hả? Quay phim chụp hình làm gì chị? Đi chùa cũng Facebook cho người ta biết mà. Ờ à, thì chị chụp hình và tấm hình để làm kỷ niệm thôi. Chứ Facebook kỷ niệm đi chùa Du Lan thôi làm dữ vậy. Trời ơi tôi cái nghiệp thôi mà thôi cho đi đây. Cám chị Cám. Giờ bả giờ đi chùa rồi tính trước tính phức dữ quá ha. Rồi coi coi ta điểm 1 tới 3 là bả chửi banh cái chùa luôn nè. Nghiệp bả đi chùa không có được đâu mày ơi. Tưởng vậy là ngon lành chứ ai về nghiệp nữa hả. Có đôi dép không đi chùa làm phước làm đất con cũng bay cũng lấy đôi dép của tao. Trời ơi bả chửi muốn dẹp luôn cái tượng Phật nói đâu sai đâu. Trời ơi cũng tay lúc cho vui thôi mẹ ơi chứ đi chùa làm gì nghiệp dữ lắm. 15 ngàn đâu có gì nhiều đâu mà lấy đôi dép của tao. Hả? Chị đã trở lại rồi đây. Ê nhắm nào tao hoài mày không chán hả? Mày nhắm tay sợ cho mày nhắm làm gì mệt mỏi kiệt luôn á. Trời ơi chị gái, chị em nhau không chị không sợ gì mấy em được làm cái gì trời. Thích ghê vậy. Ai chị em với mày? Tao gặp mày hả bỏ nghề cho rồi. Ôi thứ gì đâu không. Thì ngủ. Trời ơi cái nhà này là thứ gì chứ không phải thứ bảy sinh nhật mà nhắm ai cũng sợ chứ á. Thích ghê vậy. Thích gì đâu, thích tầm, nhắm gì nào được mới không. Gặp quỷ già rồi trời ơi nhớ cái cổ muốn chết nào dục dột. Tôi ngoại mày làm gì tối mà thấy tắt thêm lắm chân nha. Chưa đến hôn ngoại mà cho mày hôn ngược luôn tức ghê vậy. Mệt mỏi dễ sợ nhìn đời thiệt chứ ổn á. Lần đầu tiên thấy con bé mà nó cứ chửi ngược lên mình hù nó. Nó nói đổi thôi bỏ về đi con ơi. Thôi đi ngủ giùm con mày. Ôi ôi 3 giờ sáng tao hù không sợ tuột quần ta bà lát nghề làm ăn. À bà lát nghề luôn. Mẹ hết quỷ già tới quỷ cái. Ủa nói gì nó bẻ con mình sao vậy? Má ơi thấy cái lượt đâu má. Trời ơi lượt sẽ chạy đầu chuẩn bị cho con đó nè. Không thấy con quýt ba thụ ba được trơn á. Nhà cái lượt không thiếu luôn á. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật. Ờ chắc mất cái lượt rồi đúng không? Trời ơi con thấy gì trơn nha. Khi xóm tôi có biến. Mày chạy đâu vậy? Chạy dữ vậy? Trời ơi! Ở kia hai bà trùm mà xóm nó chửi lộn em sụm chân. Má đồ ngồi cho đi con đi coi nha. Hả? Tao đi liền, tao đi liền. Ê, ê, hai bà. Trời ơi, nghe nói đánh hùng kia kìa. Trời ơi, đi coi cho lên, coi cho lên. Hả? Rồi, 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 tao kêu quốc đi liền, tao kêu quốc đi liền. Đâu, đâu, chị, chị. Tao để em coi, coi nha. Ôi, nó kia chửi lộn thiệt chứ. Đi, đi, đi liền, đi liền. Hả? Ê chết, quên đôi dép. Chứ mày không được. Trời ơi, tôi lộn như kim tím thiệt nha trời. Con đây không lo con đi, mày lo làm gì vậy con? Vậy trời ơi mày ngu quá. Vừa coi có lộn vừa đẹp tắt vừa dưỡng da. Ở đâu mà làm công hai chuyện quá. Body thị mua một tặng một, mua body tặng tặng chẳng. Trời ơi cảm ơn nhìn đẹp sang trai quá trời nha. À, cho chị mượn 200 ngàn được không cho chị đám cưới. Tiền đâu mà cho bà mượn hoài. Trời ơi chị với em với nhau không à. Mà 200 ngàn không lẽ mẹ em cho mượn được. Cứ tầng nào cũng qua mượn 100-200 ngàn. Tiền đâu tiền đâu. Trời ơi tao mượn có 100-200 ngàn gì cái dám thôi mà. Mày tiền nhóc hết trơn. Tao làm đâu có nhiều tiền được như mày. Trời ơi tôi cũng làm lúa. Tụi bạn cũng làm lúa. Tôi cũng trồng vườn. Bạn cũng trồng vườn. Tôi cũng ở đợ. Bạn cũng ở đợ. Tại sao bà làm không đủ tiền xài hả? Cái mặt mình còn giống nhau mà không lẽ cái túi mình không giống nhau. Trời ơi nhà mày già muốn chết. Ăn hoài còn hết luôn. Chi nhà tao nghèo muốn chết nha. Mượn đi. Hả? Đừng có gì chắc tại nghèo chắc tại giàu gì
buộc thà vậy đó. Ừ, thời gian là tiền là bạc. Tao không biết gì trơn. Tới đó tao ôm cái điện thoại ra, tao cài app Luca vậy, tao cài like, cài share, cài comment rồi kiếm thêm. Không thì tao lên đó tao kiếm hỗ trợ bán hàng trực tiếp đó. Trời ơi, cứ ở đó than than than. Đẻ ở Quảng Ninh rồi về Trà Vinh rồi sống cái gì mà than hoài vậy? Hả? Chắc là tôi cũng xài Luca rồi chứ đâu. Mệt ghê. Để thôi, tao đi về. Cần đó mày. Trời ơi, có tao không cần đâu. Hả? Hèn chi con cáo xài app Luca bởi vì nó mới giàu hơn mình. Chứ làm sao giàu được mình? Mình đẹp đi nữa mà. Thôi đi cải app Luca. Đây là tôi mỗi khi hàng xóm thấy mua đồ nhiều. À, đồ về, đồ về. Trời ơi, tao vui rình chết. Trời ơi, con kìa cái mặt nó xấu như cái mền rách. Giờ mà trời ơi, nó dụ được trai, nhỏ này mê trai, bị trai cho đồn không? Hồi tháng rồi thấy dao mượn mấy lần rồi cho mày biết. Cho dù nó dụ trai, mình cũng được chơi nó xấu thì hiểu không? Ở trời ơi, chị em mình đẹp chết mà mày không được chê gì chê. Chứ nữa mà chê nó xấu chả gì khác mà chê mình. Nguyên cái xóm này có cái bản bạc giống dao không mà chê gì nữa chê. Thôi chị đợi em xíu nha. Để em vô em cất đồ shipper mới trao kia, mới gọi em ra lấy cây em xúc cho mấy chị. Đi làm gì? Định đồ quá hả? Trai cho nhiều quá chứ bà. Xúc tắc cái chị. Trời ơi, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đất chứ ăn gì. Đồ này tôi đặt trên Shopee đó, người ta đang giao sáng giờ quá trời nè, đang chương trình siêu xe chà bá kìa. Gì? Mày đặt lần mười mấy món hả? Trời ơi, tiền ship mắc lắm mày ơi. Trời ơi, Shopee đang có chương trình siêu xe ngày 11 tháng 11 cà bá lửa luôn không kìa. Cái đồ người ta giảm giá có 1.000 bạc à. Bởi vậy không lo săn sale săn deal. Tối ngày là nhiều chuyện mà. Tức ghê vậy. Trời ơi, giảm có ngày mày mua chút mấy ngày mày đừng có xạo mày ơi. Đâu ai chương trình đâu ai giảm giá dữ vậy. Trời ơi, người ta sale từ ngày 20 tháng 10 cho tới ngày 14 tháng 11 rồi mấy mẹ ơi. Nhanh đi còn kẹp không là không còn gì đâu mua. Ha. Vậy mình tính đồ. Shopee siêu xe 11 tháng 11 miễn phí vận chuyển không đồng. Ngộ ha. Mày làm gì mà ma giải dùng dùng lắm chân vậy? À, chị mới qua chơi hả? Trời ơi, ngồi mai chị cái mền với mấy cháu gói nè. Ừ. Ủa mền gói thì mày xé rách hết trơn hay gì mà mày cái mới vậy? Trời ơi, em mai cho chị mới mốt chị qua đi chở mẹ chứ rồi. Mỗi mất công đi về, bển bữa nào chị cũng qua trơn, ăn ở không, không qua hoài với chị. Trời ơi, chị em đang thiết qua chơi cho mà. Ai thèm bảo như mày ơi. À, chị ngồi chơi hết xíu nha. Ừ. Nắng được cũng chết, uống nước rồi bánh trái gì này. Ủa, bánh trái gì? Trời ơi, cái hộp kim chỉ của em để em mai đồ chị ơi. Chứ cái mặt chị qua mỗi ngày bánh trái nào đâu mà chịu cho nổi chị em. Vậy thì thôi làm dữ vậy. Ủa chị, phải chị là người cho TikTok được mấy trăm ca follow phải không? Cho em xin chụp tấm hình được không vậy? À đúng rồi đúng, trời ơi chị là chị cho TikTok nè. Trời ơi vô đi chụp ra chụp đi lên. Mày thấy chưa? Tao chơi TikTok nó được mấy trăm ca follow á, được ta chụp hình nữa kìa. Đóng như mày ngồi mai áo cướp đi. Trời ơi mới có người xin chụp hình mặn mẻ như lăng xăng cái ướp. Ôi, trời ơi vui quá, đây được chụp hình chung với hát TikTok. Chị hàng bao vui quá, lần đầu tiên được gặp ở ngoài đời. Ơ chị ạ. Lộn người là cân. Chị là hàng mã chứ không phải là hàng bao. Lộn hả, chị thôi. Trời ơi, phải hàng không ai biết. Chị đừng còn chị, đừng về, tự ngồi đó đợi xíu, đừng về. Trời ơi, ở đây em mang cho cái quần này đội chứ nhục nhã quá trời rồi.